đừng gọi họ là T1, hãy gọi họ là T20. Đó có lẽ là lời mà các fan của đội tuyển giàu truyền thống nhất lịch sử Liên minh Huyền Thoại có thể nói vào lúc này. 20 trận đấu, 20 chiến thắng, một kỷ lục đáng kinh ngạc, nhất là tại đất nước có truyền thống khắc nghiệt với bộ môn thể thao điện tử như Hàn Quốc, thì chiến công này của họ càng thêm phần vẻ vang. Vậy chính xác họ đã làm điều đó như thế nào? Thật ra không có điều gì là dễ dàng cả. T1 đã phải mất một thời gian rất dài mới có được bộ khung chất lượng giống như ở thời điểm hiện tại. Với những người không theo dõi quá nhiều Liên minh Huyền Thoại thế giới, điều mình vừa nói có thể là một bất ngờ, vì họ cho rằng T1 luôn là một trong những cái tên đứng đầu. Điều đó là đúng trong giai đoạn từ 2013 cho tới 2017. Họ luôn gặt hái được những danh hiệu lớn và là cái tên quen mặt của chung kết thế giới. Nhưng từ đó trở về sau, phong độ của đội tuyển này cứ như một đồ thị hình sin vậy. Đôi khi thì có cảm giác họ không thể ngăn cản, nhưng rồi lại để thua một cách thất vọng trước G2 Esports tại giải đấu cao nhất. Anh ta không có chịu cuối. Đánh đù. Clip đáp xuống, clip phải tốc biến, anh ta đang gặp nguy hiểm, anh ta đang bị kéo lại và anh ta bấm đồng hồ. Khan đang lao vào tiếng sau của G2 Esports. Mata bị đẩy về và Wonder là người có được điểm hạ gục. Clip đã nằm xuống, cáp làm choáng hai người. Jankos bắt đầu bổ Mata nhưng anh ta không có nhiều khả năng chống chịu, buộc phải tốc biến. Phớt này Phớt sống lại và Phớt lao vào chặt Teddy. Wonder vẫn sống nhưng Wonder đã nằm xuống. Teddy bấm đồng hồ bắn vào Phớt. Thành công, Phớt có được double kill. Anh ta có triple kill và đang chờ đợi cú quát ra kill của mình. Lao vào, anh ta có được quát ra kill. Cái là dịch chuyển để end game. SKT đã chấm dứt hành trình của mình tại chung kết thế giới. G2 Esports tiến vào chung kết. Nếu không kể tới thời điểm 2018 khi mà đang có những sự xáo trộn lớn ở trong đội hình, thì khoảng thời gian từ cuối 2020 cho tới giữa 2021 có lẽ là điểm chạm đáy của T1 trong những năm gần đây. Có thể sẽ có người cho rằng nó không tệ tới vậy vì họ vẫn cán đích ở vị trí số 2 trong vòng loại khu vực và suýt chút nữa được đi chung kết thế giới. Nhưng nếu bạn đến với tâm thế của nhà vô địch thì chắc chắn đây là kết quả không chấp nhận được. Cách đây chưa đầy một năm thì đội hình của T1 cũng rất khác. Vị trí đường trên được đảm nhiệm bởi Kana, đi rừng là Kurs, còn xạ thủ sẽ thường xuyên có mặt của Teddy. Đối với cá nhân mình thì Kana là một người đi đường trên ở mức trung bình so với mặt bằng chung của LCK và chưa bao giờ là một mảnh ghép phù hợp của T1. Bề tướng của người trên này cũng không quá rộng, chỉ duy nhất nổi bật với vị tướng Jayce và gần như là bị cấm ở mọi trận đấu. Tất nhiên, người ta cấm cũng không hẳn là vì Kana đánh hay, mà vì đó là vị tướng duy nhất mà cậu ta đánh tạm ổn. Hơn nữa, tuyển thủ này còn dính vào những lùm xùm không đáng có trong khi chung kết thế giới 2021 đang diễn ra. Thi đấu cho T1 nhưng lại hướng sự chú ý về Nam Won hay Nam Shim. Theo mình thì đây là một thái độ không chuyên nghiệp. Kurs thì khác, bản thân người chơi này không tồi, trái lại kỹ năng của cậu ta được đánh giá khá cao. Tuy nhiên, lối đánh của Kurs không bổ trợ được cho đội hình của T1, hay nói đơn giản hơn là không hợp. Teddy có thể coi là một trường hợp đặc biệt, cậu ta là một xạ thủ tốt. Teddy có khả năng farm tuyệt vời, chỉ số lính theo thời gian của cậu ta trong mùa xuân 2021 là cao nhất của Hàn Quốc. Sát thương đóng góp đứng thứ 3 của toàn giải. Những điểm yếu của Teddy là tốn nhiều tài nguyên để có thể gánh đội. Không phải bốn mẫu người chơi có thể tự tung tự tác. Cậu ta có thiên hướng cần bảo kê, được nuôi giống như là Uzi hay Double Leaf. Và đương nhiên, lối chơi nuôi xạ thủ được cho là đã lỗi thời trong thời điểm hiện tại. Có lẽ kể cả một cổ động viên lạc quan nhất của đội tuyển áo đỏ cũng cảm thấy chán chường với thành tích lúc đó của T1. Hai huấn luyện viên lúc bấy giờ là Zefa và Danny đã bị đuổi khỏi đội. Các tin đồn về việc Faker đã gây sức ép cho ban lãnh đạo cũng được dấy lên. Tất cả đều như một mớ hỗn độn. Cải cách, đó là thứ mà T1 phải làm. Mạo hiểm, nhưng mà cần thiết. Điều đầu tiên họ thực hiện là đẩy Guma Yoshi lên vị trí đánh chính thức, còn Teddy xuống ghế dự bị. So với Teddy, Guma là mẫu xạ thủ hiện đại hơn, không cần chăm sóc quá nhiều nhưng vẫn có tiềm năng lớn ở trong giao tranh. Và nếu đối thủ lơ là một chút thì rất có thể chàng trai này sẽ bắn nát cả team địch. Đang phải từ từ tiến vào, Guma cũng không còn tốc biến nữa. Zed cố gắng bắn những pha cầu sớm, Doran mở ngược ra và ta giữ chân được Zed, sóng âm vồn cước bay vào. Pinet mất rất nhiều máu, anh ta có được sự hỗ trợ đến từ những người đồng đội của mình. Tên lửa đạn đạo bắn tới nhưng Genji vẫn chưa mất ai cả. Faker tiến tới, Hồng Gió không trúng ai cả, Honor lao tới và anh ta đang bị tấn công bởi Pinet. Từ phía bên này, Chovy tiến tới nhưng ta bị bắn bởi Guma và đang có sự hưng phấn với người xạ thủ. Thì anh ta có được double kill, tìm kiếm tức được vào Pinet, triple kill cho Guma. Có thể là cú quát ra kill phía bên này nếu như đồng đội nhường cho anh ta. Tiếp theo là sự xuất hiện của Honor trong rừng với màn ra mắt hoàn hảo ở đội hình chính thức. Chẳng bao lâu mà Kurs bị bay màu khỏi đội hình xuất phát. Người chơi sinh năm 2002 này tuy còn non kinh nghiệm nhưng cậu ta phối hợp tốt với các đường của T1 hơn là Kurs.
kể từ khi cải tổ nhân sự, T1 đã có những dấu hiệu khởi sắc hơn. Họ thắng 7 trên 9 trận đấu cuối tại mùa hè LCK, có được tấm vé đi chung kết thế giới 2021 sau vòng loại khu vực và chỉ chịu thua 2-3 trước Damwon Kia cực kỳ mạnh tại giải đấu cao nhất. Nhưng rõ ràng như vậy là chưa đủ khi một điểm yếu cố hữu vẫn còn tồn đọng tại T1 ở vị trí đường trên. Và đó là khi mảnh ghép cuối cùng mang tên Just xuất hiện. Giống với Honor, Just cũng được đôn lên từ đội trẻ và sớm có được vị trí chính thức chỉ sau vài lần ra trận. Nhiều người có thể đã lo lắng về việc cậu nhóc 2K4 này sẽ thể hiện thế nào trước áp lực của giải đấu khắc nghiệt, nhưng có vẻ như những sự lo lắng đó là thừa thãi. Khi mà nó đang tập trung rất đông thành viên của cả hai bên, còn Just góc đứng hiện tại của anh ta. Nhanh thế nhờ. Ngoài ba sự bổ sung nhân lực vô cùng chất lượng kể trên, cũng không thể quên nhắc tới hai cái tên còn lại là Faker và Carrier. Quỷ Vương có một bề dày thành tích lâu năm ở trong liên minh và kinh nghiệm của anh ta là cần thiết cho những tuyển thủ trẻ ở trong đội. Carrier thì thật sự là một con quái vật hỗ trợ và chắc chắn là người chơi support hay nhất thế giới ở thời điểm hiện tại mà không cần bàn cãi. Trong giai đoạn mùa xuân 2022, Carrier có cho mình 800 điểm MVP và là hỗ trợ có chỉ số này cao nhất của toàn giải. Và đây là lúc T1 thể hiện sự hủy diệt của họ tại LCK. Nếu nhìn sơ qua về những cái tên hàng đầu khác của giải đấu thì ta có thể thấy rõ được sức mạnh của T1. Như Damwon, họ đang sở hữu người đi rừng hay nhất thế giới, thế nhưng Showmaker lại đang thi đấu quá dễ sức trong khoảng thời gian gần đây. Hay như Genji thì tiềm năng của Doran vẫn đang bị đặt dấu hỏi, trận hay trận dở, và đội tuyển này vẫn bị phụ thuộc vào sự gánh kèo của Chovy. T1 có một sự đồng đều về đội hình đến đáng sợ và điều đó khiến các đối thủ không biết phải triển khai tấn công ở cánh trên hay cánh dưới. Khả năng gánh kèo của Gumayushi, Faker, Zeus, Honor hay thậm chí là Carrier đều không thể xem thường. Nếu như ở khoảng thời gian trước, T1 thường xuyên chủ động kéo dài trận đấu và dựa vào khả năng macro để chiến thắng, thì bây giờ lối chơi của họ cũng được cải thiện hơn rất nhiều. Muốn đánh đầu game, giữa game hay cuối game thì T1 cũng cần hết. Đối thủ có thể vươn lên dẫn trước với màn hạ gục, nhưng vì những người chơi này đều đi đường quá tốt nên T1 rất hiếm khi thua thiệt về vàng so với đối phương, tạo tiền đề để lật kèo trong giai đoạn sau của ván đấu. Sự nguy hiểm của T1 còn được thể hiện ở khả năng trừng phạt sai lầm đối thủ, hay lấy đơn cử như game 1 ở trong trận chung kết LCK vừa rồi. Genji đã lựa chọn một đội hình đánh về late game và phần nào đạt được điều kiện cần của họ là kéo dài ván đấu. Nhưng chỉ một sai lầm duy nhất, Genji bị quét sạch và T1 lăn cầu tuyết từ đó cho tới hết ván đấu. Cố gắng có thể cướp được nó. Ôi, đó là tình huống Baron dành cho bên phía của Genji, nhưng họ đang mất người và T1 đang tràn tới ăn Baron xong mà không giữ được người thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Genji mất hết rồi, họ chỉ còn hai người mà thôi và hai thành viên của Genji đang dùng tất cả mọi thứ họ có để có thể bỏ chạy. Chovy thì không đó chạy được rồi, chỉ còn lại một mình Ruler mà thôi và Z đã vào vị trí con Baron đổ sông đổ biển của Genji. Còn Baron còn đổ máu của Genji nữa cơ, và đó là một tình huống quát ra kill dành cho xạ thủ của T1. Họ thực hiện một tiếng phản công sau Baron cực kỳ xuất sắc. Họ chấp nhận để cho đối phương có Baron khi mà Honor đang không có mặt ở trong tình huống vừa rồi để tranh chấp trừng phạt. Và họ thực hiện một tình huống giao tranh như trong mơ. Họ không mất bất kỳ một ai cả và có được một tình huống quét sạch, triệt tiêu đi toàn bộ bộ đội Baron đến từ bên phía của Genji. Đó không phải là một trận tệ của Genji. Họ đã chơi rất tốt trong giai đoạn từ đầu cho tới giữa trận. Ban pick cũng có lợi thế hơn về phía của Genji. Họ chỉ mắc đúng một cú khô lỗi và thế là họ đã thua trước T1. Để kết luận, T1 mạnh ở tất cả các đường, giao tranh tốt, trừng phạt đối phương tốt, sự liên kết giữa các thành viên là tuyệt vời và khả năng kiểm soát trận đấu không thua bất kỳ một ai. Trước vô địch MSI năm nay, mình tin là đã có chủ nhân.